Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm xịt rất là cao cấp của Aeroline. Đây là dòng xịt cao cấp và rất là chất lượng của Aeroline, được phát triển trong tháng 8 năm 2021. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết sản phẩm ngay sau đây nha. Trước tiên là về đóng gói thì sản phẩm được đóng gói trong một túi màu kẹp zip của Aeroline với đầy đủ thông tin. Đó, top 500 sản phẩm hàng đầu Việt Nam do người bình chọn này. Dạ. Hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Đó. Rồi. Về phần phía sau thì sẽ có đầy đủ thông tin như thông tin công ty này, dây dẫn này, chất liệu này, rồi hotline của Euroline nhá. Rồi chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm này ở bên trong xem như thế nào. Rồi, bộ sản phẩm sẽ bao gồm tay xịt, dây và bát gác. Chúng ta cùng xem chi tiết từng sản phẩm một trước. Trước tiên là tay xịt đi. Chúng ta sẽ xem tay xịt này như thế nào. Đây, tay xịt thì chúng tôi để ở trong một túi bubble để chống chảy xước khi chúng ta đóng gói cùng với các dòng như dây sen hoặc linh kiện khác, nó sẽ gây chảy xước. Vừa chúng tôi đóng gói ở thêm một bao bubble ở bên cho cái tay xịt này. Và đây chúng ta thấy là tại sao tay xịt này có chất lượng rất là cao, bởi vì đây là dòng sản phẩm mà Aeroline sản xuất chung với thương hiệu Argan của Germany của Đức đó. Và chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh để chứng minh là đây là sản phẩm sản xuất cùng với các thương hiệu Đức khác nha. Chúng ta cùng xem bằng hình ảnh này. Rồi, về chất liệu của tay xịt này thì trước tiên là chất liệu sản phẩm được làm từ nhựa ABS mạ chrome sáng. Ta thấy là sản phẩm rất là sáng và bóng, đúng không? Đó, đây chúng ta xem là sản phẩm sáng và rất là bóng. Rồi, mặt xịt lớn, tay cầm cũng rất là lớn. Chúng ta thấy là tay xịt lớn, chắc chắn và khỏe mạnh, đúng không? Chúng ta cùng xem số đo chi tiết của sản phẩm này. Thứ nhất là chiều dài. Đó, chiều dài của sản phẩm này chúng ta thấy là nó vượt qua 15 cm nha. Chúng ta đo từ cái phần ren thôi. Đây. Giờ nó là 147. 147, dài 147 mili. Và tay cầm. Đây, tay cầm chúng ta thấy nó lên tới 28 mili. Và mặt, đặc biệt mặt lớn. Đó. Mặt lớn lên tới 37 mili. Đó, chúng ta thấy là được thiết kế, nó được thiết kế gù nha, đầu phía sau to và túp dần lại rất là thẩm mỹ. Đó, chúng ta thấy này, sản phẩm rất là thẩm mỹ, đúng không? Đó. Rất thẩm mỹ. Vâng. Và chúng ta cùng xem chi tiết công năng của cái dòng sản phẩm này là như thế nào. Trước tiên là chúng ta thấy là tay xịt đây rất là nhẹ, bấm rất là nhẹ nhàng, đúng không? Đó, tay xịt rất là nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt của sản phẩm này là tay chúng ta có thể xoay và giữ, nó gọi là chức năng rảnh tay đó. Chúng ta có thể xoay sang. Đó, xoay sang để giữ. Dòng sản phẩm này thì có thể xoay trái xoay phải đều được nha các bạn. Đó, xoay trái xoay phải, nói chung là nó xoay 360 độ và khi về đúng khớp cũ thì nó sẽ nhảy lại thôi. Chúng ta có thể xoay tròn. Đó, xoay trái xoay phải. Đây là chức năng rảnh tay rất là tiện dụng ở trong mọi phòng tắm bây giờ, phòng vệ sinh bây giờ. Khi chúng ta muốn xịt rửa cái gì không cần phải nhấn thì chúng ta chỉ việc xoay qua thôi, rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đây là dòng xịt mà có cái áp lực nước rất là mạnh,
Thì chúng ta sẽ cùng xem cái áp lực nước thực tế như thế nào. Ở ngay cuối video clip này, chúng tôi sẽ test thử để các bạn thấy là áp lực của tay xe này mạnh đến mức độ như thế nào nha. Logo của Euroline thì được in ở phía sau lưng của sản phẩm. Đây chúng ta thấy này, logo Euroline. Tem hologram được dán ở đây. Và các ren này là ren 21, thì chúng ta có thể gắn cho mọi loại dây cấp hiện có ở trên thị trường. Và chúng ta cùng xem đến chi tiết khác. Đây là bát gác đi kèm với tay xịt. Bát gác này cũng làm từ nhựa ABS mạ chrome sáng và được kết nối với tường bằng hai lỗ ốc ở đây, kèm theo hai con ốc và tắc kê đi kèm. Chúng ta chỉ việc định vị lên tường thôi và bắt hai con ốc này và như vậy là xong. Và chúng ta lưu ý là ở cái bát gác này nó có một đầu lớn và một đầu nhỏ, thì đầu lớn chúng ta phải gắn ở mặt trên nhé, và tôi sẽ giải thích kỹ vì sao phải gắn đầu lớn ở mặt trên ở ngay sau đây để chúng ta cùng hiểu. Rồi đến bộ phận thứ ba, đó là dây sen. Dây sen này thì dài 120 cm và được làm từ dây vỏ, được làm từ inox mạ chrome sáng và khớp dây rất là nhuyễn. Đây chúng ta thấy là khớp dây rất là nhuyễn đúng không ạ? Khi chúng ta dồn lại nó rất là nhuyễn. Đây là dòng dây truyền thống của Euroline và chúng tôi phát triển từ năm 2010 đến giờ, được đánh giá rất là tốt, chịu được áp lực rất là cao. Các đầu này được thiết kế là bằng đồng. Các bạn thấy logo của Euroline thì được in ở trên ốc này để tránh vào hàng giả, hàng nhái. Và chúng ta xem điều đặc biệt của dây sen này như thế nào. Đây bên trong dây sen, ngoài ruột cao su tổng hợp EDPM rất là bền, chắc và có thể chịu được nhiệt độ cao, thì chúng tôi gia cố thêm một lớp bố dù ở bên ngoài. Các bạn thấy đây là lớp bố dù ở bên ngoài. Đó, lớp bố dù này nó có khả năng là chống phồng ống khi áp lực nước cao và chúng ta không bị bục ống hoặc là bị các cái khớp của vỏ dây này cứa vào và sẽ bị thủng ống. Thì đây là điều đặc biệt của Euroline khi phát triển cái dòng dây chịu áp cao này. Chúng ta thấy là các đầu ống được bóp bằng bát inox, đấy, được bấm thủy lực rất là kỹ và chắc chắn. Đầu ốc làm bằng đồng thau đó, và định vị sẵn ron cao su ở bên trong rồi. Nó sẽ tránh rò rỉ và chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ việc lắp đặt vào thôi. Và đây tôi sẽ lắp thử để các bạn thấy. Sản phẩm này thì khi lắp đặt chúng ta không cần dùng bất kỳ thiết bị gì nha các bạn, chỉ cần dùng tay vặn là xong rồi. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần dùng tay vặn thôi. Đó, đây là một bộ sản phẩm đầy đủ của bộ xịt NX09 này, dòng sản phẩm rất là cao cấp. Và tôi sẽ giải thích thêm là tại sao mà cái bát này cần phải gắn đầu to lên trên. Chúng ta lưu ý nhé, nhiều khách hàng sẽ lắp nhầm là phần đầu dài này kết nối với đầu chia nước và phần ốc này kết nối với thân vòi là sai nha các bạn. Chúng ta phải lắp phần dài này vào trên thân vòi. Và tại sao đầu lớn lại nằm ở phía bên trên, là chúng ta để ý là thấy cái ốc này nó vát hình chữ V đúng không ạ? Chính vì vậy là chúng ta phải để đầu lớn ở phía trên thì bát gắn mới vừa. Đó, chúng ta thấy đúng không ạ? Đó, còn nếu chúng ta để đầu nhỏ ở phía trên thì bát hoàn toàn vô tác dụng, chúng ta sẽ không cài được cái tay xịt này vào. Đó, vì vậy nhiều khách hàng lắp ngược và có phàn nàn rằng là không cài được tay, nhưng điều đó là sai nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là một sản phẩm đầy đủ hoàn toàn sẽ như thế này. Đó, và chúng ta sẽ cùng xem về chi tiết. Đó, các bạn thấy là sản phẩm thực sự là rất là hoàn hảo đúng không ạ? Rất là hoàn hảo. Đây là dòng sản phẩm mà Euroline cam kết sẽ làm hài lòng tất cả mọi người với tiêu chuẩn chất lượng của Đức. Đó, đã được xác nhận. Đó, đây là dòng sản phẩm rất là cao cấp. Vì vậy chúng ta hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng thử áp lực nước của tay xịt này ngay sau đây nha. Chúng ta cùng theo dõi.
thực tế nhé. Đây là tay xịt đã được lắp vào dây xong rồi. Chúng ta cùng xem áp lực nước. Đây, các bạn thấy là dòng chảy rất là mạnh đúng không ạ? Đó, rất là mạnh. Rồi, chúng ta muốn dùng chức năng rảnh tay, chúng ta chỉ việc xoay lên thôi. Đó. Đúng không? Dòng chảy cực mạnh. Đây, các bạn thấy là nó xa được như vậy đó. Đúng không? Chức năng rảnh tay. Đó, các bạn thấy mạnh không ạ? Dòng chảy là siêu mạnh. Đúng không? Rồi, chức năng rảnh tay chúng ta chỉ cần gật lên xoay thôi. Rất là dễ. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta gật lên, chúng ta xoay trái, xoay phải đều được nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.